Xin chào các bạn, lại là Hoàng Cun Ca đây. Dạo gần đây có quá nhiều giải đấu và mình cũng có tham gia một số giải nên là thời gian để chuẩn bị nội dung cho video là gần như là mình không có. Nên là nay mình sẽ vào luôn vấn đề chính là mình sẽ làm clip hướng dẫn tiếp tục về cái series combo vũ khí nâng cao mà mình đã hứa với mọi người trong video lần trước là video combo thương. Thì lần này mình sẽ hướng dẫn mọi người về katana. Và vẫn như video trước thì tất cả những cái thao tác, những cái combo mình hướng dẫn các bạn thì các bạn phải thuộc cái định nghĩa cơ bản của game và biết các kỹ thuật trong video trước như là kỹ thuật dash, focus thì mới có thể làm thành thạo được những cái kỹ thuật sắp tới mình đưa ra. Và kỹ thuật đầu tiên, kỹ thuật số 1 là attack mini stun. Thì kỹ thuật này được các cao thủ Trung Quốc sử dụng khá nhiều trong những pha combat solo 1v1. Kỹ thuật này sử dụng đòn mini stun của chuột trái nên là nếu như các bạn biết cách sử dụng thì nó rất hiệu quả. Và để mà tận dụng được cái combo này thành thạo thì các bạn phải luyện được những cái thao tác, ví dụ như là thao tác chuột phải shift và 1/2 nút nhảy sau đó đánh chuột trái. Tiếp theo đến kỹ thuật số 2, đó là attack xong rồi đến air combo. Thì mình sẽ đưa ra air combo 1 là việc sau khi các bạn hất tung các bạn sẽ ra đòn như thế nào. Thì việc sử dụng air combo thì có thể giúp cho các bạn tùy biến và tùy ý thao tác combo tạo ra những cái đòn đánh hay và hợp lý nhất. Thì air combo 1 nó sẽ bao gồm những cái đòn sau đây. Kỹ thuật số 3 đó là attack và rồi air combo 2. Thì air combo 2 tức là mình sẽ sử dụng tới 2 lần đòn air combo và chắc chắn là lượng đam cũng khá nhiều nếu như các bạn làm đúng và chuẩn. Tất nhiên là cái đòn này, kỹ thuật này nó có khả năng bị miss sẽ là cao, một là do địa hình, hai là do thể lực của kẻ địch. Và yên tâm, nếu như mà dính đủ combo thì cũng có thể là chết luôn. Và kỹ thuật thứ tư đó là kỹ thuật parry và tối ưu đam parry bằng basic combo. Việc parry chỉ chém bá thể vàng thì sẽ khiến các bạn mất đi một lượng đam khá lớn nếu thiếu đi 3 cái phát chém đằng sau. Và tất nhiên mình sẽ hướng dẫn các bạn chém 3 phát thôi, còn nếu chém 4, 5, 6, 7 phát thì các bạn phải luyện thêm và phải timing sao cho chuẩn nhất. Và vừa rồi là bộ combo và các kỹ thuật mà mình tạm thời, có nghĩa là mình chỉ mới biết đến đây thôi, và mình cũng chia sẻ nhiều và rộng rãi đến tất cả mọi người. Và cá nhân mình cũng không sử dụng katana nhiều vì mình không chơi role DPS, hầu hết là mình chơi role support. Mình mong cái video này sẽ có ích cho những bạn đang tìm hiểu và muốn nâng cao trình độ kỹ năng của mình. Và ngoài ra thì mình cũng mong một các bạn sẽ ủng hộ mình bằng một like cũng như một subscribe cho kênh của mình để ủng hộ cho mình thêm những cái động lực để mình ra những cái video phần sau nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đừng quên để lại một like, một share nhé. Cảm ơn các bạn. Mình là Hoàng Cun Ca. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo.